Алло. Доброе утро. Доброе утро. Ну как тебе дела? Прекрасно. Прекрасно, это хорошо. Да. А у вас как? А у вас? Спасибо. Тоже хорошо. Сегодня солнышко. Так. Солнышко, tức là gì? Hôm nay có nắng đấy. Так. Hôm nay có nắng cho nên là trông nó cũng vui vui tí đấy. Đó. Đấy. Người ta sẽ nói là gì? Khi mà có nắng thì tâm trạng sẽ tốt đấy. Когда солнышко светит. Оп. Когда солнышко светит, да? Когда солнышко светит. Солнышко светит, да? Khi mặt trời chiếu sáng, đấy. Khi mà trời chiếu sáng nghĩa là gì? Khi mà có nắng thì nghĩa là gì? Khi mà có nắng đấy. Так, đấy. Настроение, настроение хорошее, настроение хорошее, да. Как раз солнышко светит, настроение хорошее. Khi mà mặt trời chiếu sáng thì là gì? Là tâm trạng sẽ tốt đấy. Tốt đấy. И все вокруг красиво. Tất cả mọi thứ ở xung quanh đều trở nên đẹp đẽ. Все вокруг, đấy, становится, все вокруг становится красиво, красиво. Tất cả mọi thứ xung quanh nó trở nên đều đẹp đẽ, đấy. Все вокруг становится красиво и люди становятся и люди становятся добрыми. Và con người thì trở nên hiền lành hơn đấy, nhân hậu hơn. Добрыми, đấy. Вот и все улыбаются. Và tất cả mọi người đều mỉm cười. И все улыбаются. Когда солнышко светит, настроение хорошее, все вокруг становится красиво, и люди становятся добрыми. И все улыбаются. А đây chúng ta có động từ улыбаться. Động từ улыбаться, đấy. Động từ улыбаться, đấy. Động từ улыбаться sẽ có trọng âm rơi vào đây, đấy. Động từ улыбаться. Thế và đây là cái gốc từ đấy. Улыба, đấy. Khi chia chúng ta sẽ chia là gì nào? Chúng ta sẽ chia là Ты улыбаешься, да? Он улыбается, да? Мы улыбаемся. Мы улыбаемся. Да? Они улыбаются. Да? Они улыбаются. Они улыбаются. Là họ mỉm cười. Улыбаться. Đó. Thế vậy thì đó là так. Так. Tiếp theo là cái gì ạ? Tiếp theo. Tiếp theo là chúng ta có từ solinushka. 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 Xuất phát từ cái từ sol. Mặt trời. Mặt trời là sol se là mặt trời đấy. Đó. Thế các chàng trai gọi các cô gái là gì? Sol se mayo. Em là mặt trời của anh đấy. Mặt trời của anh ơi, kiểu thế đấy. Mặt trời của anh. Sol se mayo. Sol se mayo. Mayo. Đấy. Sol se mayo. Đó. Đấy. Đó. Cho nên là chỉ xuất hiện buổi sáng thôi, không có xuất hiện buổi tối. Sol se mayo. Đó. Đó là cái câu mà người ta hay dùng trong gia đình đấy. Vợ gọi chồng, chồng gọi vợ đấy. Hoặc là gì? Cha mẹ gọi con đấy. Đó gọi đứa con là son se mayo đấy. Thế và tại sao ở đây có từ sonushka? Sonushka là mặt trời bé nhỏ đấy.
Солнышко. Солнышко, да? Мое солнышко, да? Солнышко. Да, солнце мое. Солнце мое. Солнышко, да? Đó. À thế như vậy chúng ta thì người ta gọi gọi nhau là mặt trời, người ta không gọi nhau là mặt trăng đấy. Đúng không nào? Đó. Mặt trăng thì cảm tưởng nó là buồn, u ám, nó buồn đấy. Đó. À, cho nên là người ta không gọi là Maya Luna, hiện tại gọi là Luna, Luna là mặt trăng, Lu nà, Luna là mặt trăng. Nhưng mà mình chưa nghe nghe chưa thấy nghe thấy ai ai gọi nhau là Maya Luna cả đấy. Chỉ thấy gọi nhau là Mayo Sunset đấy. Mayo Sunset, Mayo Sunset, Mayo Sunnishka, Mayo Sunset. À đấy. Thế và nó có động từ Svechit, 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 Svechit là chiếu sáng đấy. Đấy. À, chiếu sáng thì cái này nó gì, nó dùng cái đèn nó chiếu sáng, hoặc là mặt trời chiếu sáng, hoặc là mặt trăng chiếu sáng, chứ không người ta không chia ra là tôi chiếu sáng cả đấy. À đấy. Đó. Không không ai nói là Yasvi chủ, không ai nói là Yasvi chủ cả đấy. Đó. Cái gì? À như vậy là xuất phát từ đó nó chỉ chia hoặc là chia ở ngôi ôn, hoặc là chia ở ngôi anh nhỉ đấy. Svechat. Đấy. Đấy. À Svechat. Svechat là gì, là những vì sao nó chiếu sáng đấy. À đó. À thế như vậy chúng ta có Luna, chúng ta có Zvezda. Zvezda là ngôi sao. Zvezda. Zvezda. Số nhiều của từ ngôi sao là Zvezda. Zvezda. Звезды. Звезды, да? Звезды, да? Да, звезды. Так, звезды. Звезда, звезды, да? Звезда, звезды, да? А, да. À thế con đứa em bé nhà mình ấy, đấy, em bé nhà mình năm nay mới có 4 tuổi thôi. Nhưng mà nó nghe những cái bài hát tiếng Anh rất nhiều. À nó rất thích cái bài Twinkle Twinkle. Đấy. À đấy. Twinkle Twinkle Little Star. Đấy. À thì nó chỉ nghe thấy thế thôi mà nó cũng không hiểu là cái gì, nhưng mà nó chỉ hiểu rằng là đó là cái ngôi sao. Cho nên là nhiều khi nó cứ bảo bố ơi, bố vẽ cho con ngôi sao. Bố ơi, bố vẽ cho con Twinkle Twinkle. À đó. Thế nó hiểu cái từ Twinkle Twinkle đó là gì? Là liên quan đến cái ngôi sao. Đó. À còn cái từ Zvezda nói về tiếng Nga nó khó nói, cho nên là không nói Zvezda. Zvezda là số nhiều. Thế bây giờ chúng ta có 3 từ nè. Solnce, Luna và Zvezda. Đấy. Mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Đấy. À хорошо. Chúng ta có động từ Svechit. Svechit. Svechit hoặc là Svechat. Svechat. À chia ở ngôi ôn hoặc là chia ở ngôi ôn. Đấy. Solnce Svechit. Solnce Svechit. Mặt trời chiếu sáng. Zvezda. Zvezda là số nhiều, nhiều những ngôi sao Svechat đấy. Nhiều những ngôi sao là Svechat đấy. Đó. À thế vậy nó sẽ chia ngôi ôn hoặc chia ngôi a nhì tùy theo cái chủ ngữ đó là số ít hay là số nhiều đấy. À chúng ta có từ настроение. Настроение thì cái từ này không phải giải thích nhiều rồi đấy. Настроение đó là tâm trạng. Настроение đó là danh từ ở danh từ ở giống chung đấy. Настроение nó là giống chung cho nên là đuôi nó có đuôi gì đấy. Настроение хорошее, хорошее. Tâm trạng tốt. À, thế bây giờ nói tôi có tâm trạng tốt thì nói thế nào? Nói nếu nói tôi có cái gì đó thì người ta sẽ nói у меня, да? У меня хорошее настроение, хорошее настроение, да? У меня хорошее настроение. Tôi có tâm trạng tốt, да? Tôi có tâm trạng tốt, да? À, у меня хорошее настроение. À, у меня хорошее настроение. У меня đó là cấu trúc cách hai với giới từ у. Đấy. Меня là gì? Меня chính là я. À thế vậy thì muốn nói tôi có cái gì đó thì người ta sẽ nói у меня. У меня. Đấy. У меня. Thấy chưa nào? Thế vậy thì tương tự như vậy thế mà меня thì là я, thế ты thì sẽ là thế nào? Đấy. À thế sẽ có một loạt những cái đại từ ở cách hai đấy. Меня là tôi. Тебя là cậu, là tôi đấy. Yêu là ôn đấy. Yêu là ăn là đấy. Nas à nas là mười đấy. Vas là vui và ich là họ đấy. Đấy. À thế như vậy ở đây khi mà nói u cao thì người ta thêm chữ n ở đây cho dễ đọc đấy. Đó. U như vô, u như vô đấy. U như vô chỉ có ba đại từ thôi, ba đại từ mà nó ngắn ngắn ý đấy. À u như vô, u nhi yo đấy, và u nhi đó. Ba cái đại từ này thì chúng ta nhìn thấy là có chữ n màu đỏ này ở đứng trước đấy. Thế bây giờ nói anh ấy có tâm trạng tốt, nếu nói anh ấy có tâm trạng tốt thì chúng ta sẽ nói là u nhi vô đấy. U nhi vô хорошее настроение đấy. À đó, u nhi vô. Hoặc cô ấy có tâm trạng tốt, u nhi yo
đấy, như u như vô đúng không, à, hoặc là u như vô đấy, hoặc là gì u như, hoặc là họ có đấy, à, họ có cái gì nào, họ có tâm trạng tốt, хорошее настроение đấy, họ là gì, họ có rất nhiều tiền, u như có từ yes, yes là có nghĩa là có đấy, có cái gì, có u như yes деньги, họ có tiền đấy, họ có tiền, họ có ô tô machine đấy, à, à, họ có tiền, họ có ô tô, ví dụ vậy đấy. À, đối với Việt Nam thì có ô tô là, à, gọi là được gọi là sang rồi đấy, bởi vì ô tô Việt Nam nó đắt đấy. Thế còn đối với nước ngoài ô tô, bà già cũng có ô tô. bà già đi thì không vững, đi thì lọng kha lọng khọng, nếu mà cho bước mở cửa bước ra ngoài đi thì lẹo kha lẹo khẹo. Nhưng ngồi ô tô thì phóng vun vút đấy. Đó. À, bởi vì sao? À, ô tô ở nước ngoài nó chỉ độ khoảng là, à, 500 đô là mua được cái ô tô rồi đấy, à, đó. À, cái ô tô mình đi mãi đi chán xong thì vợ bán thì có 500 đô đó. Thế khi mình mua nó thì mình mua có 1.300 đô, à đó, à, mà cái xe đó là gì, à, không phải là xe nát đâu nhá, xe đó là xe vừa đánh từ Đức về, à, nó có 7 năm tuổi, xe nó có 7 năm tuổi đấy, à đó, mua có 1.300 đô đấy. À, đấy, nhưng mà vợ bảo anh mua cái xe to quá thì mua cho em cái xe khác bé hơn. Thế là mua cho vợ cái xe bé hơn là có 1.600 đô, Mazda 323, à, 232 đấy, à đó, à, à 323, à, Mazda 323 là cái xe nó nhỏ nhỏ như là cái xe, nó như cái xe VinFast Fadil bây giờ đấy, nó nhỏ nó to hơn một chút đấy, đó, nó có 1.300 đô, à 1.600 đô thôi đó, bây giờ có 32 triệu thôi, thế là đi thoải mái, hai vợ chồng hai xe đi tẹt ga đúng không nào. Trong khi đó là gì, ở Việt Nam mà có một cái xe như thế nửa tỷ luôn. Đấy, nhưng tại sao mà xe nước ngoài thì sao nó rẻ thế, xe trong nước thì sao nó đắt thế, cũng chẳng hiểu đấy. Đó. Nhập khẩu. À, đối với Việt Nam thì gì, có ô tô là sang lắm đấy. Đó. Yeah, xin đăng ký giúp chat. À, yeah gì nào? Yeah, yêu chú. Yêu chai yêu. Đấy. Yeah, yêu chai yêu. À, đồng từ đây. À, trọng âm rơi ở đâu nào? Rơi ở đây đấy. Я изучаю. Ты изучаешь. Он изучает. Да, мы изучаем. Вы изучаете. Они изучают. Đấy. À, đó. Я изучаю. Em nói lại nào. Я изучаю. Я изучаю. Да, ты. Ты изучаешь. Ты изучаешь. Да, он. Он изучает. Он изучает. Мы. Мы изучаем. Мы изучаем. Вы. Вы изучаете. Вы изучаете. Они. Они изучают. Они изучают. Да. А, да. Động từ đó là động từ học. Да. А, да. Bây giờ nói tôi học tiếng Nga. Я изучаю. Я изучаю русский язык. Да. Я изучаю. Я изучаю. Русский. Я. А, русский là cái gì vậy? Русский có nghĩa là thuộc về tiếng Nga. Đấy. Русский. Русский thuộc về Nga. Đấy. Язык. Язык là ngôn ngữ. Đấy. Я изучаю русский язык. Я изучаю русский язык. Đấy. À, đó. À, đó là động từ изучать. Thế thì đã cho luôn em động từ знать. Знать là biết đấy. À, nó chia cũng giống như vậy. Знать. Động từ знать đó cũng là động từ chia theo nhóm 1 đấy. Động từ chia theo nhóm 1 thì chúng ta bỏ hai ký tự cuối. À, thế còn lại ba ký tự знать. Đúng không nào? Đấy. Знать, вот так вот đấy. À, thế mà chúng ta chia thôi đấy. Я. Знаю. Знаю. Я. Я знаю. Ты. Ты знаешь, да? Ты знаешь, он. Он знает. А, он знает, да? Он знает. Мы. Мы знаем. А, мы знаем, да? Мы знаем. Вы. Вы знаете. А, вы. А, знаете. А, они. Они знают. Они. А, знают. À, они знают. Да, đó là cái cách chia động từ theo nhóm một. Thì chúng ta chia rất dễ đúng không nào? À, biết rồi đấy. Đó, thế vậy thì à, bây giờ nói tôi biết tiếng Nga thì sao? Я знаю. Я знаю русский язык. Русский язык. À, thế vậy thì chúng ta thấy đây là gì nào? Я изучаю hoặc là я знаю đều thế đấy. Я знаю. À, chúng ta đều có thể nói được như vậy đấy. Я изучаю, tôi học tiếng Nga. Я знаю русский язык. Đấy. Đó. Я изучаю русский язык. Я знаю русский язык.
À, vì знаете русский язык? À, thế bây giờ gặp một người ngoài đường người ta hỏi em, вы знаете русский язык? Вы знаете русский язык? Em có biết tiếng Nga không? Em có biết tiếng Nga không? No. Да, я знаю. Я Знаю знаю русский язык. Я знаю русский язык. Да? Я знаю русский язык. Да? Вы знаете русский язык? Да, я знаю русский язык. Вы изучаете русский язык? Вы изучаете русский язык? Bạn có học tiếng Nga không? Trả lời sao? Да, я изучаю русский язык. Русский язык, изучаю đấy. À русский đó. À đó. Thế vậy thì đó là động từ знать và изучать. Thế vừa rồi chúng ta chia hai động từ đó là gì? Chia hai động từ ở nhóm 1. Em nhìn thấy đây, hai động từ nhóm 1. Đấy. À người ta đây là cho chúng ta động từ изучать. Đó là động từ chia ở nhóm 1. Động từ chia ở nhóm 1 thì sẽ có đuôi you, yes, yet, yem, yeche, yut. Đấy. À đó thì đó là động từ chia ở nhóm 1. Nếu đó là động từ chia nhóm 1 thì động từ chia ở nhóm 2 nó sẽ như thế nào? Đấy. Chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo xem động từ chia ở nhóm 2 nó sẽ chia ra sao. Đấy. Вот. Đây là động từ говорит. Động từ говорит chia ở nhóm 2. Đấy. Говорит. À chúng ta nhìn thấy đây là có số 2. Đúng không nào? Đó. Đây là số 1. Đấy. Đó. À thế như vậy chúng ta xem nào. Động từ говорит có nghĩa là nói. Đấy. Говорит. À chúng ta chia nào. Động từ говорит là chia ở nhóm 2. Nguyên tắc chia động từ nhóm 2 là bỏ 3 ký tự cuối. Đấy chưa nào? I, T và dấu mềm. Đấy. Động từ chia ở nhóm 1, nguyên tắc của nó là bỏ 2 ký tự cuối. Chỉ cần bỏ 2 ký tự thôi. Изучать bỏ T và dấu mềm. Động từ знать bỏ T và dấu mềm. Đấy. Thì nó còn lại cái gốc từ. Còn lại đây là cái gốc từ. Và sau đó chúng ta thêm đuôi you, yes, yem, yeche, yut. Đấy. À đó. Thế bây giờ chúng ta có động từ говорит. Говорит bỏ 3 ký tự cuối. Còn cái gốc gốc говор. Đấy. Говор. Đấy không nào? Đó. Thế chúng ta chia. Yeah, говорю. Đấy. Ты говоришь. Говоришь. Он Говоришь. говорит. Говорит. Мы говорим. Мы говорим. Вы говорите. Вы говорите. Они Они говорят. говорят. Đấy. À đó. Говорят. À thế bây giờ chúng ta mới cùng nhau xem xét xem chúng nó khác nhau cái gì. Động từ chia ở nhóm 1 khác gì so với động từ chia ở nhóm 2? Khi chia, động từ chia ở nhóm 1 chúng ta bỏ 2 ký tự cuối. Còn động từ ở nhóm 2 sẽ bỏ 3 ký tự cuối. Đấy. Đó là điều thứ nhất đúng không nào? Đấy. Điều thứ hai, ở cái ngôi tươi này, ở ngôi tươi, động từ chia ở nhóm 1 sẽ có đuôi yes. Thế còn động từ ở nhóm 2 sẽ có đuôi is. Is. Đấy chưa nào? Nó khác nhau chưa nào? Yes. Bên này là is, bên này là yeah, bên này là y. Đấy. Đúng không? Đấy. À đó. À điều đó là điều khác nhau thứ hai. Điều khác nhau thứ nhất là gì? Bỏ 2 ký tự cuối và bỏ 3 ký tự cuối. Điều khác nhau thứ hai ở ngôi tươi. Khác nhau là yes. Ngôi tươi bên này là is. Điều thứ ba khác nhau, ngôi a nhì. Bên này là yut, Youth. yut. Bên này là yat. Yat. Đấy. Yat. À, đó đi chưa? À đến đây thì em đã biết đó là cái sự khác nhau của hai nhóm động từ đấy. Nhóm động từ chia thành nhóm 1 và nhóm 2 có 3 điểm khác nhau. Điểm khác nhau thứ nhất đó là nhóm 1 bỏ 2 ký tự, nhóm 2 bỏ 3 ký tự. Điểm thứ hai là ngôi tươi. Ngôi tươi là đuôi yes và nhóm 2 là đuôi is. Đấy, điểm thứ ba là ngôi a nhì có ở nhóm 1 có đuôi yut, ở nhóm 2 có đuôi yat. Đấy, yat. Tắt. À thế bây giờ chúng ta sẽ xem thêm một cái ví dụ nữa của động từ chia nhỏ ở nhóm 2. Chúng ta biết rằng là động từ ngôi ya sẽ có ngôi you, à sẽ có đuôi chia you, говорю. Đấy. Thế bây giờ chúng ta xem động từ учить, động từ учить. Động từ учить là động từ học. Động từ học đấy, động từ học. À, я учу. Chúng ta biết rằng là động từ ở nhóm 2 sẽ bỏ 3 ký tự cuối, it dấu mềm, vậy sẽ còn cái gốc uch. Uch. Và sau đó sẽ thêm đuôi của nhỏ ngôi chia vào. Nhưng mà ở đây nó không phải đuôi you mà lại là u chu. Không phải u chiu, thấy chưa nào? Là u chu. Đấy. Đó. À, ngôi thứ hai thì vẫn bình thường. U chis. Đấy. U chis đúng rồi, đấy. À, ngôi cuối cùng nào. U chặt. Không phải là u chạt mà là u chặt. U chặt đấy. Thì tại sao lại như vậy? Đấy. Tại sao lại đây lại là a, đây lại là u chứ không phải là u và ya? Đấy. Bởi vì trong tiếng Nga có 7 phụ âm g, k,
sờ, rờ, khờ, chờ, sờ. Đứng đằng sau chúng. Không được viết ư, không được viết yêu, không được viết ya. Nếu mà không được viết yêu thì lúc đó người ta sẽ viết thành gì nào? U. U. Đấy, người ta viết thành u. Nếu mà không được viết ya thì người ta sẽ viết thành a. À. Em chưa? Đấy. À đó. À thì bây giờ chúng ta đã hiểu tại sao cái âm u chú thì nó lại thành thế này. Đấy. À đó, không thể u chiu đọc thành u chủ. Đấy. Đó. Thế vậy thì chúng ta học thêm được động từ u chít. Cách chia như sau: ya u chú. Từ ya u chú. U chít. U chít. Trọng âm rơi lên đầu đấy, nó nhảy lên đầu. Từ u chít. On u chít. U chít. Mười u chím. U chím. Với u chít chè. U chít chè. Anh ấy u chít. Anh ấy u chít. Anh ấy u chít. Đó. Thế vậy thì ở nhóm 1 chúng ta học được hai động từ, nhóm 2 chúng ta học được hai động từ. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng với từ u chít. Tôi học tiếng Nga. Я учу. Я учу. Русский. Русский. А, язык. Đấy. À, như вậy chúng ta có đây là gì nào? Я знаю. Я учу. Đấy. Hoặc là gì? Hoặc là учу. Đấy. Учу. À, đó. Знаю là учу. À, đó. Я знаю. Hoặc là я учу. Hoặc là я изучаю. Đấy. Đấy. À đó. Thế vậy thì đến đây chúng ta đã cùng một cái nhóm từ Ruski язык chúng ta có thể đạt được với ba động từ. Я изучаю русский язык. Я знаю русский язык. Я учу русский язык. Đấy. Я учу русский язык. Так. À, хорошо. À, thế bây giờ em đọc giúp thầy giáo động từ говорит. Cách chia nó nào? Я. Cứ đọc liên tục nào. Я говорю. Ты говоришь. Он. Говоришь. Он говорит, да. Мы говорим, да. Вы говорите, да. Они говорят. Да. Bây giờ động từ учить nào. Я. Я учу, ты учишь. Да. Он учит. Да. Мы учим. Да. Вы учите. Да. Они учат. Да, они учат. Đấy. À, thế như vậy đến đây thì chúng ta thấy là gì? Đây là động từ учить. Đây là động từ знать, đây là động từ изучать. Nó đi với tập hợp từ gì? Русский язык. Đấy. Русский язык. Đấy. Русский язык. Thế bây giờ nói, tôi nói tiếng Nga thì sao? Chúng ta sẽ nói như thế nào? Đấy. Tôi nói tiếng Nga. À đấy. Đấy, em đừng vội đấy. À đó, từ từ, đừng vội, không biết đâu. Đấy. À đó. À bây giờ nói, tôi nói tiếng Nga. À chúng ta sẽ nói là Я говорю. Я говорю. Và có tập hợp từ по-русски. Я говорю по-русски. Я говорю по-русски. Tôi nói tiếng Nga. À, thế người Nga sẽ không nói là я говорю русский язык, mà người ta sẽ nói я говорю по-русски. Tôi nói bằng tiếng Nga. Em hiểu chưa? Đấy. Đó. Thế vậy thì ở đây là gì nào? Ba động từ изучать, изучать, знать và учить sử dụng với cụm từ русский язык. Đấy. Thế còn riêng động từ говорит thì lại sử dụng với cụm từ по-русски. Em thế nào? À, thế bây giờ cái quan trọng là để làm sao đừng nói lẫn nhé. Đừng nói lẫn. Я говорю phải là по-русски. Đấy. Thế còn nếu я изучаю phải là русский язык. Đấy. Đó. Thế rồi sẽ lúc nào đó em sẽ bị lẫn một cái hiện tượng như thế này. Em sẽ nói я говорю по-русски nhưng lại thêm cái chữ язык vào đằng sau. Đấy. Đó. Rất rất nhiều bạn nói như vậy đấy. Я говорю по-русски язык. Đấy. Я говорю по-русски là đủ rồi. Đấy. Là được rồi. Thế còn nếu mà nó muốn nói изучать, знать, учить thì mới là русский язык. Em hiểu chưa nào? Đấy. Так, хорошо. Đấy. Đấy. Yeah. À, так, всё. Thế như vậy là đến đây chúng ta đã cùng nhau học xong ba động từ đấy. Đó. Thế quay trở lại chúng ta sẽ có một vài từ mới đấy. Chúng ta có từ mới nào. Ученик. 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 Ученик là cậu học sinh đấy. Ученик. Từ này chúng ta đã biết rồi khi chúng ta học phụ âm chờ đấy. Phụ âm chờ có ученик, cậu học sinh. Ученик. Да. Từ thứ hai của chúng ta. Từ thứ hai. Экскурсовод. 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 Đấy. À, nó xuất phát từ cái từ gì? Nó xuất phát từ cái từ экскурсия. Экскурсия. Экскурсия là một cuộc tham quan. Экскурсия. Và động từ водить. Водить là dẫn dắt. Đấy. À, cái người mà dẫn dắt một cuộc tham quan, cái người dẫn dắt một cuộc tham quan gọi là экскурсовод. À, người ta lấy một chút của cái từ này với lại một chút của cái từ này ghép vào với nhau thành một cái từ mới, em hiểu chưa? Đấy. Đó, gọi là từ ghép.
Excursa vot đấy, excursa vot. À thế vậy thì nó thành cái từ là người hướng dẫn tham quan đấy, người hướng dẫn tham quan. Excursa vot, hướng dẫn viên du lịch đấy. Excursa vot. Và đây là cái từ excurs, được chưa? Và vot, vot và gì? Và người ta thêm một cái âm nguyên âm vào đây để cho nó làm cái nối, cái từ nối hai cái gốc từ với nhau đấy. Excursa vot đấy. À, cái hiện tượng cấu tạo từ như thế rất phổ biến ở trong tiếng Nga đấy. Người ta thông thường dùng hai gốc từ của hai cái từ khác nhau ghép vào là một và nối giữa chúng là một âm o đấy. Đó. Excursa vot. Em đọc nào. Excursa vot. Đã, excursa vot. Nói nhiều lần đấy. Excursa vot. Đã, excursa vot. Anna, excursa vot. Cô ấy là hướng dẫn viên du lịch. Anna, excursa vot. Anna excursa vot. Да, Anna excursa vot. Да. Cô ấy là hướng dẫn viên du lịch đấy. Ученик là cậu học sinh, đấy. Và tiếp theo là chúng ta có từ известный là nổi tiếng. Да, известный. Nói nào. Он известный là cậu ấy nổi tiếng đấy. À, cậu ấy nổi tiếng đấy. Đấy. À, ví dụ chúng ta có từ là Đan Trường известный певец. Đan Trường là một ca sĩ nổi tiếng. Đan Trường đấy. À, Đan Trường à, Đan Trường à, известный à, певец. Đấy. Đan Trường известный певец đấy. Đan Trường известный певец đấy. À, Mỹ Tâm à đấy. Mỹ Tâm à, известная певица à, đấy. Известная певица à, đó sao thì giáo cho em hai ví dụ, bởi vì sao đó là danh từ giống được và danh từ giống cái đấy. À, danh từ giống được thì có đuôi известный певец известный певец là đuôi của tính từ ở giống được đấy. À, известная певица à đó, известная певица là giống cái đấy. À đó. À, Đan Trường известный певец. А Mỹ Tâm известная певица đấy. Đó. Известный. А ты тоже известная девушка. Ты тоже известная девушка. Em cũng là một cô gái nổi tiếng à. Đấy. Từ известная девушка. Нет. Да. А так. А ты это где нам? А нет, я не известная. Да? Нет. Нет. А, я не известная. Да? Я не известная. Неизвестная. Я не известная. Я обыкновенная. Я обычная. Я обычная девушка. Я обычная девушка. Девушка. Я обычная девушка. Không, em chỉ làm cô gái bình thường thôi. Đấy. Đấy. Я обычная девушка. Đấy. Я обычная девушка. Да. Я обычная девушка. Ты известная? Нет, я неизвестная. Я обычная девушка. А, em chỉ là một cô gái bình thường. Đấy. Вот так. А, так, хорошо. Tiếp theo có từ родной. Родной. Родной nghĩa là thân thương, ruột thịt. Đấy. Thân thương, ruột thịt. Đấy. Hoặc là tiếng mẹ đẻ. Chúng ta có từ язык. Язык là ngôn ngữ. Đấy. Язык. Родной язык. Родной язык là tiếng mẹ đẻ đấy. Родной язык. Язык. Родной язык. À đó. Родной язык. Tiếng mẹ đẻ. Родной язык đấy. À, какой родной язык? Chúng ta đã biết câu hỏi какой. Какой. Какой có nghĩa là như thế nào? À, какой đấy. À đây. Em nhìn thấy đây. Đấy. Какой. Какой. Какой có nghĩa là như thế nào? Какой родной язык? Какой твой родной язык? Какой твой родной язык? À, chúng ta có từ твой. Твой. Твой là gì? Твой là của em. Đấy. À, của em. Твой. Твой. À, đó. Thế nào? Какой твой родной язык? Tiếng mẹ đẻ của em là thứ tiếng gì? Какой твой родной язык? Какой твой родной язык? Đấy. À, мой родной язык вьетнамский. Đấy. Какой твой родной язык? Câu hỏi. Какой твой родной язык? Какой твой родной язык? Đấy. À, chúng ta trả lời sao? Мой родной язык. Родной язык. À, вьетнамский. Вьетнамский. Đấy. Мой родной язык вьетнамский. Đấy. Мой родной язык вьетнамский. À, đúng không? Мой родной язык вьетнамский. Родной язык. Какой его родной язык? Какой
Его лаконья. Какой его родной язык? Родной язык. Какой его родной язык? À, tiếng mẹ đẻ của anh ấy là gì? Его родной язык. Язык. Русский. Русский. Его родной язык русский. À, tiếng mẹ đẻ của cô ấy là à, tiếng mẹ đẻ của anh ấy là tiếng Nga. Đấy, tiếng mẹ đẻ của anh ấy là tiếng Nga. À, его родной язык русский. Какой его родной язык? Его родной язык русский. Đấy. Какой твой родной язык? Твой родной язык. Мой родной язык вьетнамский. А какой его родной язык? Его родной язык русский, да? Вот. Так вот, хорошо. Chúng ta có từ конечно. 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 А đây chúng ta có âm chờ, да? Chúng ta có âm chờ. Âm chờ đây chúng ta sẽ đọc thành âm ш, да? Конечно. Конечно, да? Âm chờ thì đọc thành âm ш. Thế tại sao lại âm chờ đọc như âm ш là thế nào vậy? Đấy. Tại sao vậy? Đấy. À mặc dù cái âm chờ âm ш nó chẳng có liên quan gì đến nhau cả. Nó không phải là cặp. Thế nhưng mà người Nga người ta nói như vậy, người ta không nói конечно. Đấy, các bạn tự học là các bạn sẽ nói конечно. Đấy. À nhưng mà người Nga người ta nói конечно. 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 Đấy. Đó là trong cái quá trình tiến hóa của ngôn ngữ, người ta thấy nói rằng là конечно nghe nó thuận tai hơn thì người ta nói như vậy đấy và nó trở thành thói quen. Đấy. À bây giờ người ta sẽ nói là конечно. Конечно. Đấy. À, đó. À tương tự như vậy chúng ta đã biết cái từ что. Что người ta viết là chữ то. Nhưng chả ai đã nói là chữ то cả. Mà người ta sẽ nói là gì nào? Что. Đấy. Что. Đúng rồi. Đấy. Đó. À đó. Thế vậy thì đó cũng chính là cái lý do mà tại sao cái từ конечно nó lại viết là chờ. Nhưng mà nó lại đọc là что. Đấy. Конечно. Конечно. Конечно còn là lẽ dĩ nhiên. Đấy. À đấy. Lẽ dĩ nhiên. Thế giờ người ta hỏi. Ты меня любишь? Em có yêu anh không? Em trả lời. Конечно. Lẽ dĩ nhiên rồi. Đấy. À đó. Là конечно. Конечно. Đấy. Đó. Правильно. Правильно. Правильно, đúng правильно. Rồi. Правильно. 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 À, đó là đúng rồi. Đấy. Đúng rồi. Немного. Немного. À, правильно là đúng rồi. Thế không đúng thì sao? Không đúng. Немного. À, không đúng. Неправильно. Неправильно. Đấy. Không đúng. À, правильно là đúng. Đấy. Неправильно là đúng. Đấy. Правильно là đúng. Неправильно, không đúng. Неправильно. Неправильно, да? А, ты правильно говоришь. Ты правильно говоришь. Ты правильно говоришь. Em nói đúng, да? Ты правильно говоришь. Chúng ta biết động từ говорит, да? Говорит. А, говорит. Ты говоришь. Ты говоришь. Правильно. Ты говоришь правильно. Он говорит правильно, да? А, да? Ты говоришь неправильно. Em nói không đúng rồi. Ты говоришь неправильно. Ты говоришь неправильно. Đấy. À đó. À có từ немного. Немного là không nhiều. Немного. 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 Немного là không nhiều. Много. Много là nhiều. Đấy. Много là nhiều. Мало. Мало. Мало là ít. Đấy. Мало. Мало là ít. Đấy. Tá. Мало. Много. Много. Немного. Đấy. Так, хорошо. À, câu hỏi chúng ta câu hỏi các. Câu hỏi các có nghĩa là như thế nào? Đấy. À bây giờ các cồi cũng là như thế nào? Các cũng là như thế nào? Thế vậy thì hai cái câu hỏi này nó khác nhau cái gì nào? Đấy. À khác nhau cái gì? À thứ nhất câu hỏi các cồi đó là câu hỏi về tính chất. Đấy. Câu hỏi tính chất. Nếu mà câu hỏi tính chất phải dùng tính từ để trả lời. Đấy. Các cồi đồm, новый дом. À các cồi đồm ngôi nhà như thế nào? Ngôi nhà mới. Mới. À новый дом. À новый дом. Các cồi đồm. Новый дом. Какая она? Cô ấy như thế nào? Какая? Какая? Qua cô ấy biến đổi theo giống số đúng không nào? À nếu mà con gái phải nói là какая? Какая она? Какая она? Cô ấy như thế nào? Она красивая. Она красивая. Cô ấy đẹp lắm đấy. Она красивая. Какой он? Какой он? Anh ấy như thế nào? Какой он? Он хороший. Он хороший. Anh ấy rất tốt đấy. Он хороший. Đấy. Đó. Thế bây giờ câu hỏi khác thì sao? Câu hỏi các là câu hỏi chỉ trạng thái đấy. À câu hỏi các cồi là chỉ tính chất. Nghe chưa nào? Câu hỏi các cồi là câu hỏi tính chất. Còn câu hỏi các là chỉ trạng thái. À nếu mà hỏi về tính chất thì phải dùng tính từ trả lời. Đấy. Thế nếu mà hỏi về trạng thái thì phải dùng trạng trạng từ để trả lời. Đấy. À, các хорошо. Các хорошо. Хорошо. À хорошо là gì? Là trạng từ. Trạng từ nó chỉ trạng thái. Trạng thái đó là gì? Trạng thái tốt hay không tốt? Tốt. À đó, thế vậy thì chúng ta hiểu rồi. Các là câu hỏi về trạng thái. Các cồi là câu hỏi về tính chất đấy. Thế vậy thì hai cái này nó khác nhau.
Trong trong câu hỏi thì thông thường người ta sẽ hỏi là các thì thông thường nó hay có đi với động từ đấy. À đó, ví dụ như là các ôn chỉ tài yết, cậu ấy đọc như thế nào đấy. Các ôn ulu bayet sa, cái động từ ulu bát sa, các ôn ulu bayet sa, các ôn ulu bayet sa, anh ấy cười như thế nào. Ôn ulu bayet sa krasiva, ôn ulu bayet sa krasiva, krasiva là đẹp đấy. Ôn ulu bayet sa krasiva đấy, ôn ulu bayet sa krasiva là anh ấy cười rất đẹp đấy. Các anna ulu bayet sa, cô ấy cười như thế nào. Các anna ulu bayet sa, cô ấy cười như thế nào. Anna ulu bayet sa очень красиво, cô ấy cười rất là đẹp đấy. Đó, vậy thì chúng ta thấy rằng là cái câu các này nó thường thường đi ở trong câu có động từ đấy, để nó hỏi cái trạng thái của cái động từ đó, trạng thái của hành động đó đấy. Đó, trạng thái của hành động tác. Thế còn câu hỏi các cô ấy thì nó không có động từ, bởi vì sao? Nó hỏi tính chất của sự vật hiện tượng đấy. Đó, em hiểu chưa nào? Đấy, nó bất tạc. Thế như vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem cái phần từ mới đấy. Phần từ mới đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem thêm một động từ nữa, đó là động từ khai triệt. Động từ khai triệt, nếu như ở đây chúng ta đã học là gì, động từ chúng ta chia ở nhóm 1 và chia ở nhóm 2 đấy. Nếu chia ở nhóm 1 thì chúng ta để ý là gì nào, nếu chúng ta chia nhóm 1 thì ngôi tư sẽ có đuôi yes, thế và cái đuôi yes này nó sẽ tồn tại suốt ở các ngôi khác. On yes, mười, giảm, vui, dễ chết đấy. Thế chúng ta sẽ cùng nhau xem động từ khai triệt. Động từ khai triệt chúng ta cũng thấy là gì, nó tuân thủ là gì, ngôi tư nó là yes, vậy thì nó là gì, nó là động từ chia nhóm 1 đúng không nào. Tiếp theo là on yes, nhưng mà đến ngôi mười thì nó là im, im là đuôi đặc trưng của nhóm 2 đúng không nào. Như vậy thì hóa ra là gì, động từ khai triệt này nó rất tay quái, nó chia cả ở nhóm 1 và nó chia cả ở nhóm 2 đấy. Anh nhìn nào, đấy. Đó là có lẽ là một vài cái động từ duy nhất đấy mà rất hiếm ở trong tiếng Nga mà nó chia theo cả hai nhóm. Cái hai nhóm nó chia cách nào? Nó chia là ba ngôi số ít theo nhóm 1 và ba ngôi số nhiều nó chia theo nhóm 2. Anh nhìn nào, đấy. Gia khai chủ tuy khổ chết. Đà, tuy khổ chết. Ôn khổ chết. Ôn khổ chết. Mươi khai chìm. Mươi khai chìm, vui khai chỉ chế, vui khai chỉ chế, anh ấy khai chặt, anh ấy khai chặt đấy. Giờ khai chủ, tôi khổ chết, ôn khổ chết, mươi khai chìm, vui khai chỉ chế, anh ấy khai chặt đấy. Em nói nào. Giờ khai chủ, giờ khai chủ, tôi khổ chết, ôn khổ chết, mươi khai chìm, mươi khai chìm. Vui khát chỉ chết. Đã. Anh ý khát chặt. Đã, anh ý khát chặt đấy. Giờ khai chủ tuy khổ chết, ôn khổ chết. Mười khai chím, vui khai chỉ chết. Anh ý khát chặt đấy. Đó là động từ khai triệt. Một cái đặc thù của cái động từ khai triệt này là nó có thể cộng với infinitive. Infinitive là cái gì? Infinitive là động từ nguyên mẫu không cần phải chia đấy. Chúng ta có ví dụ. Giờ khai chủ изучать русский язык. Tôi muốn học tiếng Nga. Я хочу изучать русский язык. Chúng ta biết rằng là gì? Động từ изучать phải đi với tập hợp từ русский язык. Nhưng mà động từ говорит phải đi với tập hợp từ по-русски. Đấy, cho nên nói là gì? Тôi muốn nói tiếng Nga nè. Я хочу говорить по-русски. Đấy, я хочу говорить по-русски. Đấy. Đó. Thế bây giờ tiếp theo nè. Tôi muốn nói tiếng Nga đúng. Tôi muốn nói tiếng Nga đúng. Я хочу говорить по-русски. Правильно. Правильно. Я хочу говорить по-русски. Правильно. Правильно. Bây giờ nói. Tôi muốn nói tiếng Nga tốt. Я хочу. Он, она хочет. Cô ấy muốn nói nè. Cô ấy muốn nói tiếng Nga tốt nè. Anna хочет. Хочет. Говорит по-русски. Хорошо. Хорошо. Anna хочет говорить по-русски хорошо. Đó. Thế bây giờ một loạt đằng sau cái động từ khai triệt này chúng ta có thể để một loạt các động từ khác đấy. Ví dụ như chúng ta có những động từ chúng ta vừa học rồi. Đó là gì nào? Я хочу. Chúng ta có tập hợp я хочу đấy. Là xe nó lên nhé. Xe nó lên cho nó nổi chuyện đấy. Đó. Я хочу. Đó. Я хочу. Đó là tập hợp từ mà đằng sau đó chúng ta có thể để một loạt các
Để một loạt các gì nào. Вот. Đấy. Я хочу gì nào? Tôi muốn gì nào? Tôi muốn изучать, đấy. Изучать. Đấy. Русский язык. Русский язык. Я. Русский. Я хочу изучать русский язык. Я хочу изучать русский язык, да? А тут я... одной дня я хочу говорить. Говоришь по-русски. Русский, да? Я хочу говорить по-русски, да? А, да. Ты muốn đọc bằng tiếng Nga nào? Я хочу читать. Читать. По-русски. Русский, да? Я хочу читать по-русски. Chúng ta có động từ читать, да? Читать. Читать là là đọc, да? Вот. Tôi muốn đọc. Không phải là chita, không phải là dùng là ruski paruski, đọc cũng là paruski đấy. Chita paruski. À đây cũng là động từ chia nhóm 1 đấy. À đó. Я хочу читать по-русски, đấy. Chúng ta có thể hợp по-русски, thì nó sẽ cho một loạt những cái động từ mà đi với từ по-русски đấy. Я хочу читать по-русски, я хочу писать. Писать. Đây là động từ chia ở nhóm 1 đấy. À, я хочу писать по-русски. À, tôi muốn viết bằng tiếng Nga đấy. À, tôi muốn nghe bằng tiếng Nga nè. Я хочу слушать. Слушать. À, слушать. Đấy. À, đó. Động từ đây cũng là động từ chia nhóm 1. Я хочу слушать по-русски. Đó. Я хочу слушать по-русски. Đấy. Tôi muốn nghe nó bằng tiếng Nga. Đấy. Я хочу понимать. Понимать. Đấy. À, я хочу понимать. Đây cũng là động từ chia nhóm 1. Đấy. À, по-русски. Я хочу понимать по-русски. Я хочу слушать по-русски. Я хочу писать по-русски. Đấy. Я хочу читать по-русски. Đấy. Đó, thế vậy thì ở đây chúng ta có một loạt những cái động từ mà chúng ta có thể để đằng sau cái tập hợp từ я хочу, đấy, я хочу, так, à đúng không nào, à так вот, à хорошо, à thế tiếp theo chúng ta có thêm có thể thêm động từ gì nữa, работать, работать, động từ работать là động từ là cũng chia theo nhóm 1 đấy, cho nên nó cũng bỏ gì, bỏ hai ký tự cuối rồi sau đó chia bình thường, я хочу работать, đấy. À, bỏ bỏ hai cái từ cuối chúng ta còn lại cái góc gì работа đúng không nào работа работа chúng ta chia thôi работа ты работаешь он работает vân 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 đấy đó hết tạp một đấy à đó đến đây chúng ta đã thấy là gì à chúng ta đã thấy là cái cấu trúc câu với động từ khai chết đó là một cấu trúc câu rất phổ biến đúng không nào rất phổ biến bởi vì sao chúng ta thường nói chúng ta mong muốn làm cái gì đó đấy à đó thế đây là những cái động từ mà chúng ta có thể sử dụng ở sau động từ khai triển đấy. À như vậy là à, tiếp theo chúng ta sẽ có một động từ đó là từ do much. Do much. Động từ do much. Do much cũng là một động từ chia ở nhóm 1 đấy. Nó chia như nào? Я думаю. Đấy. Думаю. Я думаю. Ты ты думаешь. Думаешь. А ты думаешь, да? Он думает. Думает. Да, думаете. Вы думаете. Đấy. À đó, em lần đầu tiên em nhìn thấy động từ này và thì nó đặt cho em trọng âm đúng luôn đấy. Я думаю. Đấy. Thế còn các bạn ở Nga đại đa số các bạn đều nói я думаю. Các bạn nói sai trọng âm rồi đấy. À các bạn sinh viên thì các bạn nghiên cứu sinh đấy, rất nhiều bạn nói như vậy đấy. Không kể các bạn mà không phải là sinh viên các bạn lao động chẳng hạn, cái người nọ nói theo người kia thì cuối cùng là gì? Я думаю. Đấy, à, đó, sửa mãi chả được. Đấy. À, dạy những bạn đó xong rồi sửa. Cứ nói sai mình lại sửa, nói sai mình lại sửa. À có bạn thì sửa được, có bạn thì vẫn cứ nói như thế. Đó. Vậy thì em nói là gì nào? Я думаю. Ты думаешь. Он думает. Ты думает. Он он думает. Мы. Мы думаем. Вы. Вы думаете. Они думают. À thì như vậy đến đây thì chúng ta đã chia xong động từ думать đấy. À động từ думать có nghĩa là nghĩ, suy nghĩ đấy. À, suy nghĩ. À cái từ này nó chỉ ở trong bài một tí chút thôi. Bạn nghĩ thế nào? Как вы думаете? Как вы думаете? Как вы? À thế. Как вы думаете? Anh nghĩ thế nào? Em có đẹp không? Как ты думаешь? Как ты думаешь? Я красивая? Да? Как ты думаешь, я красивая? Anh nghĩ thế nào, em có đẹp không? Так. À, đấy. Thế vậy thì à, chúng ta ở đây chúng ta dùng cấu trúc gì? Chúng ta dùng cấu trúc là một thêm một cái mệnh đề thứ hai. Đấy. À, hiểu chưa? Bởi vì sao là động từ do much nó đòi hỏi cấu trúc là bổ ngữ ở cách 6. Mà cách 6 chúng ta chưa học. Cho nên thầy giáo chưa dạy em cái bổ ngữ cách 6. Đấy. À, chúng ta sẽ dùng một cái mệnh đề thứ hai. Đấy. À, как ты думаешь, я красивая?
À, anh nghĩ thế này có đẹp không? Anh chàng phải trả lời Tôi sao suy nào? về Đã tươi đó sao mày à? tươi À, красивая vậy à? Thì sao mày красивая vậy à? À, em là sao người đẹp nhất. Tươi sao mày красивая vậy à? Na, na, светлее, na, светлее. Em là người đẹp nhất ở trên đời này đấy. Đó. Так, а как ты думаешь, я красивая? Да, я. Ты самая красивая на свете. À, em là người đẹp nhất ở trên đời này đấy. Đấy, вот так. À, так хорошо. Đấy. Как ты думаешь, я красивая? Да, ты самая красивая на свете. Ты самая красивая на красивая свете. À, на thế ở đây em nhìn thấy việc một cái cấu trúc rất thú vị. Cấu trúc này đối với em rất thú vị. Đó là cấu trúc cộng thêm xa mười. Xa mười cộng sao với. Xa mười cộng với tính từ. Đấy. À, cấu trúc xa mười cộng với tính từ nó trở thành dạng so sánh cấp cao nhất. Đấy. Em nhìn nào. Đấy. Đó. Đó là cấu trúc xa mười cộng với tính từ. À, đó, tôi cho em tôi cho em đấy. À, cấu trúc xa mười. Xa mười. À, xa mười. Đấy. Cộng với tính từ. Đấy. À, tính từ đấy, đây là gì là viết bằng tiếng Việt cho dễ hiểu đấy, đấy thì quên mất đấy. Đó, xa mươi của người tính từ thì nó là gì so sánh cấp cao nhất đấy, đó là so sánh cấp cao nhất đấy, đó xa mươi, xa mươi đó, đó xa mươi, xa mươi cộng với một tính từ nào đó. Samui samaya krasivaya na, lẽ dĩ nhiên là từ samui là cũng biến đổi theo giống đấy. Samui samaya samui samui đấy. Samui krasivui là đẹp nhất. Samaya krasivaya đẹp nhất đấy. À, samui bằng suối là to nhất đấy. Samui malinki đây nó viết đấy. À, samui krasivui đấy cộng với này krasivui tạ samui krasivui sorry krasivui samui krasivui thế này này samui ban suối to nhất đấy samui ban suối samui malinki samui malinki là bé nhất đấy đó bé nhất đấy thế rồi gì nữa nào samui krasivui samui ban suối samui malinki một cái gì có thể nhất được nữa nào. Самый хороший. А, нет, хороший là лучший. Đấy. À, đó. Самый красивый. À, самый лучший. Самый лучший. Лучший. Самый лучший là tốt nhất. Đấy. Самый лучший. À, он самый лучший. Đấy. Он лучший. Thông thường người ta nói лучший là cũng được rồi. Đấy. À, đó. Самый красивый, самый большой, самый маленький. Đấy. Đó. À, самый добрый. À, chúng ta dùng cái từ добрый cho nó hay. Đấy. Добрый. Добрый là hiền lành nhất. Đấy. Nhân hậu nhất đấy. Самый добрый, он самый добрый, он самый красивый, он самый большой, самый маленький. Да. Đấy. À đó. Thế vậy thì đó là cái cấu trúc câu với từ 30 mà hôm nay chúng ta là nó dễ cho nên là chúng ta nói cái chúng ta hiểu được ngay. Đấy, nó rất dễ, dễ sử dụng đấy. Đó. Thế và ngày hôm nay công việc chủ yếu của chúng ta là gì nào? Đó là chúng ta học cách chia các động từ đấy để chuẩn bị cho chúng ta sẽ học một cái bài đọc. Bài đọc tới của chúng ta nó sẽ hơi khó một chút đấy, cho nên là chúng ta chuẩn bị nó hơi kỹ. Phần tiếp theo nữa chúng ta sẽ học thêm về tính từ. Hôm sau chúng ta sẽ học thêm về tính từ trước khi chúng ta sẽ viết cái bài đọc đó đấy. Chúng ta sẽ có một cái bài đọc như thế này, chúng ta sẽ phải viết về nó đấy. Tất cả. Хорошо. Thế như vậy bài học hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn em và hẹn gặp em trong bài học ngày hôm sau. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Пока. Да.